Everton đang đứng thứ 18 trong ngày hành quân đến sao huyệt nhà vô địch Man City. Thực chất thì đội bóng vùng Merseyside không yếu như vậy. Họ từng có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, nối sau đó là 6 trận liền chỉ hòa và thua. Nhưng đó đều là những đối thủ cực kỳ khó chịu như Tottenham, Man City. Nhưng bù lại, trong 3 lần chia điểm của họ cũng toàn đội máu mặt. Đó là Tottenham, Fulham và Aston Villa. Thật sự quá tiếc cho Everton. Trong một mùa giải họ đá rất hay thì lại nhận quả án phạt dã man từ ban tổ chức Premier League. Do đó, Sean Dyche và các học trò đang phải vật lộn hết sức mình để có thể trụ lại ở hạng đấu cao nhất nước Anh. Nhưng như thế cũng có nghĩa là thử thách dành cho Man City không hề nhẹ. Hôm 27 tháng 12, đoàn quân của Pep Guardiola đã hủy diệt Everton với tỷ số 3-0. Người ta sợ rằng khi đó đội bóng này sẽ sụp đổ luôn. Nhưng chuỗi 3 trận hòa cho thấy đội chủ sân Goodison Park sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Và họ đã chứng minh điều ấy trong phần lớn thời gian tại Etihad đêm qua. Như thường lệ, Man City cầm bóng rất nhiều, hầu như họ đã nửa sân. Cũng đôi lúc Everton có cơ hội phản công, nhưng các pha xử lý của Calvert-Lewin và các vệ tinh xung quanh quá tệ. Đó là một sự phí phạm lớn nếu nhìn vào các cầu thủ ở hàng hậu vệ đã chơi tốt đến mức nào. Man City nhìn thì có vẻ đầy hăm dọa với 74% thời lượng kiểm soát bóng, 10 pha dứt điểm trong hiệp 1. Nhưng đó đều là các cú sút khiến cổ động viên phải ú à. Có lẽ hiếm khi nào mà Man City sút quả nào trượt quả đó. Trong hiệp 1, camera của đạo diễn truyền hình liên tục hướng tới Jeremy Doku. Cảm giác như spotlight chỉ hướng về phía cỗ máy chạy của Man City. Anh truyền liên tục, truyền thực sự chất lượng. Nhưng kết quả hầu như giống nhau. Đó là bị cặp trung vệ Gerard Brandwaite và James Tarkowski phá ra. Hơi tiếc cho Brandwaite khi một vài sai sót cũng như tình huống đối phương quá tởm trong hiệp 2 đã che mờ nỗ lực của anh. Nhưng cặp trung vệ của Everton đã rất hay. Họ khiến cho mọi nỗ lực đột biến mà Man City tạo ra không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Một huấn luyện viên tinh tường như Pep Guardiola biết ông cần phải làm gì. Trong tay Pep là một băng ghế dự bị toàn siêu nhân. Dù rất muốn dưỡng sức cho Kevin Prunner khi anh mới trở lại sau chấn thương, nhưng tiền vệ người Bỉ lại phải vào sân. Những đường truyền đột biến của De Bruyne được kỳ vọng sẽ giúp mở khóa Haaland. Còn quái vật người Na Uy đã 3 tháng trời không ghi bàn, phần lớn quãng thời gian này là bởi chấn thương. Nhưng ngay cả khi trở lại, phong độ của siêu nhân sinh năm 2000 vẫn chưa thể như trước. 4 trận gần nhất ra sân kể từ khi bình phục, Haaland vẫn chưa thể tìm được niềm cảm hứng được ăn mừng bàn thắng. Trong hiệp 1, anh cũng nỗ lực uy hiếp khung thành Everton rất nhiều, nhưng các hậu vệ đội khách phán đoán điểm rơi hầu hết đều chính xác. Người ta thường nói rằng Haaland khi không ghi bàn thì gần như phế vì đóng góp vào lối chơi ít ỏi. Nhưng anh vẫn cứ là số 9 được thèm muốn nhất thế giới bóng đá. Vì sao? Vì Haaland ghi bàn cực nhiều. Mà với một con quái vật như thế, chuyện anh tịt ngòi chỉ là hiện tượng chứ không thể trở thành bản chất. Phút thứ 73, Haaland đã nói cho cả thế giới nghe điều ấy. Xuất phát từ quả đá phạt góc, bản năng sát thủ ngủ yên hơi lâu của Haaland đã tỉnh giấc. Anh dùng chân phải, vốn không phải chân thuận, quất trái bóng cực căng. Thủ môn Pickford nổi tiếng về khả năng phản xạ. Anh vẫn chạm được tay vào bóng, nhưng lực bóng bay quá mạnh nên chỉ đủ làm chệch quỹ đạo, chứ không thể làm chệch được kết cục. Đó phải là một bàn thắng cho Haaland. Pha dứt điểm quyết đoán bằng chân không thuận ở phút 71 cho thấy độ thính nhạy của Haaland dường như đã trở lại. Từ cách chọn vị trí đến thời điểm vùng chân đều gọn gàng, hiệu quả. Nhưng thực ra, đó là một nỗ lực cá nhân của Haaland mà thôi. Thứ vũ khí mạnh nhất làm nên thương hiệu Man City phải là các bàn thắng đến từ phối hợp. Nổi trội nhất chính là công thức De Bruyne truyền, Haaland ghi bàn. Mùa này, các cổ động viên Man City chưa được chứng kiến thứ vũ khí hủy diệt ấy nhiều bởi chấn thương của cả hai siêu sao này. Đến phút thứ 85, nó đã xuất hiện. Đây rồi, De Bruyne nhìn thấy lỗ hổng, nhìn thấy Haaland và anh biết mình phải thả một đường truyền cho người đàn em thoát xuống. Niềm hy vọng cuối cùng của Everton là Brandwaite. Nhưng chàng trai sinh năm 2002, cao 1m94, cứ như một cây lá đứng trước sự hùng hãn của Haaland. Còn bò mộng đến từ Na Uy húc một phát là Brandwaite ngã sóng xoài. Đến lúc ấy thì thôi, chiếc đỉnh cuối cùng đã đóng xuống quan tài Everton. Đội bóng này chơi không tồi, khác biệt ở chỗ Man City có quá nhiều siêu sao chất lượng. Họ có thể bẻ keo chỉ trong một khoảnh khắc tỏa sáng. Ví dụ như De Bruyne chẳng hạn, từ khi trở lại sau chấn thương, không trận nào là anh không ghi bàn hoặc kiến tạo. Còn Haaland thì sao? Với bàn thắng vào lưới Everton, Erling Haaland đã chạm mốc 50 bàn thắng chỉ sau 50 lần đá chính tại Premier League. Theo Opta, đây là thống kê không cầu thủ nào trong lịch sử Premier League có thể làm được. Khả năng săn bàn của Haaland thực sự ấn tượng. Dù phải nghỉ đến 2 tháng vì chấn thương, cầu thủ người Na Uy vẫn chạm mốc 21 bàn trên mọi đấu trường cho Man City mùa này. 16 trong số đó được anh ghi tại Premier League, nhiều hơn 2 so với Mohamed Salah của Liverpool. Với phong độ và thể chất đều đang ở mức cao nhất, Haaland có thể tái lập kỳ tích 51 bàn sau 52 trận cho Man City mùa trước. Nói về quãng thời gian rời xa sân cỏ vì chấn thương bàn chân, Haaland cho biết: "Điều đó thật kinh khủng, dù không thích nhưng chấn thương sẽ thay đổi suy nghĩ. Nó sẽ làm bạn trân trọng hơn việc được tập luyện mỗi ngày." Ai cũng biết rằng Haaland chỉ thực sự thăng hoa khi anh được bố trí đá tiền đạo cắm và có được một người phục vụ tận chân răng ở phía sau.
De Bruyne chính là người phù hợp nhất trong vai trò đó. Điều này cũng dễ hiểu. Ngôi sao người Bỉ là một trong những chân truyền đỉnh nhất trong lịch sử của Man City. Tổng cộng, anh đã có 159 đường truyền thành bàn, bao gồm 6 kiến tạo ở mùa 2023-2024. Với kỹ năng truyền bóng xuất chúng, De Bruyne đã rất nhiều lần trực tiếp hỗ trợ Haaland lập công. Theo thống kê, ở mùa giải đáng nhớ 2022-2023, với cú ăn bà lịch sử của Man City, tuyển thủ Bỉ đã có 13 lần dọn cỗ để Haaland ghi bàn. Nhờ đó mà đội chủ sân Etihad giành cú ăn bà lịch sử. Vì mối liên hệ với De Bruyne, ngôi sao sinh năm 2000 nói: "Tôi cố gắng xây dựng mối liên kết với mọi đồng đội trên sân, nhưng với De Bruyne thì khác. Tôi biết chắc rằng mình sẽ có bóng và mọi thứ sẽ luôn diễn ra một cách hoàn hảo. Tôi không có ý chê những đồng đội còn lại, nhưng De Bruyne thực sự quá khác biệt. Trong 5 năm qua, De Bruyne không thay đổi phong cách chơi bóng, nên nhiệm vụ của tôi chỉ là vào sân để kết thúc những đường truyền của anh ấy." Ở phía ngược lại, tiền vệ người Bỉ cũng quá hiểu vạn ý với đàn em. De Bruyne hiểu cách di chuyển của Haaland đến mức anh từng bị trêu là chúng tình yêu sẽ đánh. Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên The Goal, De Bruyne đã tủm tỉm cười khi nhận được câu nói rằng: "Mình phải cẩn thận vì có nhiều tin đồn rằng hai người phải yêu nhau lắm mới tâm đầu ý hợp đến vậy." De Bruyne chỉ tếu táo nói rằng: "Mình đã có vợ và con." Song cựu tiền vệ Wolfsburg cũng không phủ nhận rằng bản thân cũng bất ngờ vì hai anh em phối hợp quá nhịp nhàng dù chưa gắn bó được nhiều. Giờ thì bộ đôi quái vật này đã trở lại thật rồi. Chưa dám chắc họ sẽ biến Man City thành đội đầu tiên 2 năm liên tiếp giành cú ăn bà. Một thành tích điên rồ, chưa đội nào làm được. Nhưng chỉ cần Man City giành chức vô địch Premier League lần thứ 4 thôi là cũng đủ để gọi họ là vô đối. Bởi giải đấu được tung hô là khắc nghiệt nhất thế giới, mới chỉ chứng kiến hai đội giành 3 chức vô địch liên tiếp là Man United và chính Man City. Nếu có thể tự phá kỷ lục, phải nói thật là De Bruyne và Haaland đã biến Premier League thành chuồng gà để họ hành hạ.